Dung xin chào ông bà cô chú và các anh chị. Hôm nay là sinh nhật của Dung, cho nên là Dung có làm vài món để đãi cho gia đình của mình. Thì bây giờ Dung mời cả nhà cùng theo Dung vào bếp để xem Dung chuẩn bị món gì cho tiệc sinh nhật của mình nhé. Và chúc cả nhà có một tuần làm việc thật là vui vẻ. Thì hôm nay nhà mình có khai vị là Dung sẽ làm gan ngỗng nha cả nhà. Hôm nay khai vị thì mình ăn gan ngỗng. Thì cái này, cái loại gan ngỗng này Dung mua là gan ngỗng thường thôi, chứ nó cũng không có đắt tiền mấy nữa. Bây giờ thì Dung sẽ cho rau lên để mình trang trí xíu thôi cả nhà, chứ thường thường thì để cái dĩa không mà. Mình cho lên xíu xíu vậy nào đó, mình trang trí đơn giản thôi. Xong rồi Dung sẽ cho một ít caramel balsamic. Cái này cái giống như cái loại giấm mà người ta pha sẵn, mà cái loại dặn đặc á cả nhà. Dung rất là thích cái này luôn. Đó, Dung sẽ cho lên một xíu như vậy. Thì thường thường á, mỗi năm á nhà thì gan ngỗng là nhà mình sẽ làm cả nhà. Nhưng mà năm nay thì chị chồng Dung đi sắp đi chơi rồi, cho nên là chị ấy nói thôi là làm cực quá, mua sẵn luôn. Mà gan ngỗng á là một cái món ăn người Pháp không thể thiếu vào các dịp Noel cả nhà. Mà cái này Dung hình như Dung nghe là ở Mỹ hình như không có khoái món này lắm. Thì gan ngỗng ở Pháp á, cái loại rất là đắt á cả nhà. Cái lúc này á, là có khoảng giá thường thường là 85 tới 100 euro một ký là cái loại gan ngỗng ngon á cả nhà. Còn cái này Dung mua là 350 gram mà nó 16 euro cả nhà. Cái phần mỡ này Dung sẽ gỡ bỏ cả nhà, chứ mình không ăn cái phần mỡ này. Vì năm nay á, nhà mình làm Noel với gia đình chị chồng mình, với các con của chị chồng, cho nên là mẹ con của chị chồng mình thì ăn chay, cho nên là nhà mình sẽ không ăn gan ngỗng vào dịp Noel năm nay. Đây cả nhà, đây là món gan ngỗng của mình. Thường món gan ngỗng sẽ ăn với lại sung tươi hoặc là trái cây sấy khô cả nhà. Nhưng mà mình thì mình không mua được sung tươi, cho nên là Dung sẽ xài thế cái mận này. Cái mận khô này cũng rất là ngon nữa cả nhà. Do là nhà mình ăn không nha cả nhà, cho nên là Dung xài tài hết á. Đó, thì mình cứ bỏ lên đây. Cái món mận khô này là trị táo bón rất là hiệu quả luôn á cả nhà. Cả nhà bây giờ Dung sẽ cho một ít hạt ốc chó vào ở trên salad. Nhìn cũng đơn giản lắm cả nhà, chứ không có phức tạp, nhưng mà nó rất là ngon. Đây là mình đã có món gan ngỗng với lại mận khô rồi cả nhà, và một ít salad. Thì bây giờ Dung sẽ để vào tủ, thì một tí Dung ra bàn rồi Dung giới thiệu cho cả nhà nha. Đây là món cá hồi xông khói cả nhà. Đó, mình gỡ ở đây nè, nhìn nó rất là dễ luôn. Cái này giống như là của mình vậy đó cả nhà, mình Dung biết phải không nữa. Đó, mình bỏ về trang trí cho nó xíu xíu vậy thôi. Mà cái mùi nó rất là Dung rất là thích. Mà người Ý á cả nhà, người ta ăn cái này rất là nhiều. Thì tôm mình lột sẵn luôn cả nhà. Đó, mình đem lên bàn. Cái món salad cá hồi với bơ với tôm và trang trí rau thì là của Dung đã xong.
Đây là tôm hùm mà Dung mua đây cả nhà. Ở chỗ mình á thì chưa có tôm tôm sống cả nhà, cho nên là Dung phải mua tôm đông lạnh như vậy thôi. Chứ lại mình ăn tiết kiệm nữa cả nhà, cho nên là mình không có mua cái loại đắt tiền. Cho nên Dung chỉ ăn cái loại tôm hùm đơn giản như vậy thôi ha. Thì bây giờ Dung sẽ làm món chính của ngày hôm nay, đó là món miếng xào nha cả nhà. Thì Dung xào rau trước, rồi miếng thì Dung đã luộc sẵn rồi. Thì bây giờ Dung sẽ xào cho rau nó chín, rồi mình sẽ trộn nha cả nhà. Tại vì Dung mua cái loại miếng mà làm từ tinh bột của khoai tây á, cho nên cái đó là phải luộc qua nước sôi. Chứ còn cái miếng của Việt Nam mình là Dung nghe nó chỉ ngâm nước ấm rồi mình đem ra mình trộn, mình xào là được rồi. Còn cái này là phải trụng cho nó chín cả nhà. Dung quên giới thiệu với cả nhà là Dung có món hàu sống nữa nha cả nhà. Con chào ông bà công chúa. Con trai bà cô chú. Con trai bà cô chú. À, ông bà cô chú. Đây là loại bánh mì nướng mà Dung đã nướng để ăn kèm với lại gan ngỗng đó cả nhà. Thì mình thích ăn với cái bánh mì nó nóng nóng, nó giòn thì nó sẽ ngon hơn. Thì giờ Dung mời cả nhà cùng ăn sinh nhật với gia đình mình nha. Những cái món rất là đơn giản cả nhà. Merci. Đó, nó thích uống nước hào vậy đó cả nhà, chứ nó không có thích ăn hào mà nó thích uống nước vậy đó. Nè, còn miếng nữa nè, nè, có uống không? Rồi. Rồi Dung mời cả nhà ăn trưa với gia đình mình nha. Inch'Allah, che tu vuoi il patè? Ti voglio il patè. Lui vuoi il patè? No. Mamma, passiamo a settare un po' questo. Mamma, vuoi il crevette? Tu vuoi il crevette? Sì. Sommo? Eh? Anche a hoio? Che ne è, no? Sì. Te lo posso? Di sommo? No. Un petit peu? Non? Oui, j'en aurai d'autres là. Du quoi? Ăn gan ngỗng thì ăn với bánh mì nướng cả nhà. Cái gan ngỗng này rất là béo luôn. Trong văn hóa ăn uống của người Pháp và cả nhà, khi mà mình lấy đồ ăn á thì mình sẽ dùng cái con dao của mình. Và dao thì thường để cắt đồ ăn thôi cả nhà. Thì nhà Dung thì hay sử dụng dao hoặc một cái nĩa sạch để mà mình lấy thức ăn. Vous pâtez sûrement? Maintenant, assiette, bỏ vô dĩa cho mẹ đi. Oui, pâté. Vous pâté? Oui, pâté. Mình tưởng nó là tụi nó ăn cá hồi cho nên là Dung làm cá hồi cho tụi nhỏ. Nhưng mà ai về rút cuộc là gan ngỗng lại đắt hàng cả nhà ơi, và cá hồi thì lại ế. Cả nhà mình sẽ lấy bánh mì này. Dung sẽ cắt một miếng gan ngỗng. Rồi Dung cho lên đây. Đó, mọi cả nhà thấy chưa? Nó rất là béo luôn, nó béo này, rồi mình sẽ phết nó ra như vậy. Đó. Thì Dung mời cả nhà nha. Mama, mama, en anglais. Nhìn bánh mì. Bánh mì.
trop gros pour étaler. Plus petit morceau, voilà. Ah oui. Coupe un petit morceau. Papa, après c'est de un autre. Ouais. Nous même pas coûter où les. Fais voir caméra. Fais voir caméra. Rồi ăn thử, ăn trong bà cô chú coi kìa. Cô ăn thử coi. Ừ, bà cô chú. Ừ. Thì có món gì? Ờ... Bánh. Bánh mì. À, bánh mì. Cảm giác. Ừ. Voilà. Allez, 1, 2, 3, joyeux anniversaire. Allez, ah, joyeux anniversaire, maman. Bon anniversaire, maman. Bon anniversaire, maman. Allez. Bon anniversaire, papa et maman. Bisous quand même. Oh là là. Waouh, t'as un beau bisou, maman. Allez, une chin-chin. Allez. Kendo. Bah, Blowy. Allez. Ah ouais, Blowy. Voilà. Bisous quand même, on y va bien. Wow, merci Valérie. Bon anniversaire, chat. C'est pas mon anniversaire. Wow, thì đây là món chính miếng trộn tôm hùm của nhà Dung nó ra đây rồi cả nhà. Còn này là miếng ra miếng, tôm hùm ra tôm hùm thôi. Thì trong gia đình của mình á, khi ăn thì nhà Dung sẽ dọn hết lên trên bàn các món ăn, rồi ai thích gì thì lấy cái món nấy thôi cả nhà. Chứ tại có nhiều người nhiều khi người ta dị ứng, hoặc là có người thì người ta không ăn được các cả nhà, hoặc là không thích. Thì mình nếu mà mình dọn sẵn ra từng dĩa như vậy á, thì có người người ta không ăn được á, thì họ sẽ bỏ lại cái phần ăn đó thì rất là phí. Và nhiều người không hài lòng lắm á cả nhà. Cho nên nhà mình thì dọn hết ra bàn. Rồi bắt đầu Dung họ ai thích gì thì Dung lấy nấy thôi. Có những cái bé nhà mình thì nó không ăn rau. Cái loại miếng làm từ tinh bột khoai tây nè cả nhà, nó rất là dai và nó ngon lắm. À, thì cái này cũng là lần đầu tiên Dung mua thử đó, thì thấy bán ở chợ Tàu đó, thì mình mua về mình thử xem nó có khác gì với lại miếng của Việt Nam mình không. Thì lần đầu tiên ăn thì cũng thấy cũng khá là ngon đó cả nhà. Con này con tôm hùm mà nó bảo là con nhện, nó bảo là con cua. À, thì cái giống như là nhà mình thì rất là ít ăn cái này cả nhà, cho nên là có bao giờ thấy đâu thì hầu như là lần đầu tiên tụi nó thấy luôn á. Mua tôm hùm đông lạnh này cả nhà thì thịt nó cũng ngon, cũng chắc lắm á. Chứ nó không có bở đâu, thịt nó vẫn dai, nhưng mà được mỗi cái là nó bị khô, nó hơi khô á cả nhà. Hay là do Dung hấp lại, Dung hơi hấp lại nó hơi lâu hay sao á, cho nên là nó khô thịt. Mà bây giờ thì mình kệ, mình kho cái dùng của mình á, thì chưa có tôm sống cả nhà, nên bây giờ chạy đi mua nữa. Tu lu giờ mua mới có cả nhà, mà xa lắm, cho nên là thôi có gì mình ăn nấy đi. Con giống mẹ. Con giống mẹ. Mẹ thương con. Mẹ thương con. Con giống ba. Tu veux que je le coupe là ça? Tu vas le couper ça? Ça ne veut pas. Hein? Ça ne veut pas de ça. Attends. Coupe la tête.
Quay chúng đi mua cả nhà ở siêu thị Aldi á thì nó còn chỉ có 3 con thôi mà chạy tùm lum hết trơn không có, cho nên là mình mua được chỉ có 3 con thôi à, chứ mấy lần nhiều con à. Nhưng mà bác ấy đấy, chỉ là khô bác cơ. Tôi sạch. Sạch. Ouais, je sais, ouais. Il faudrait rien que faire réchauffer un petit peu. Papa. Mais je ne vais pas longtemps parce qu'il bat tellement de congelés. Mais c'est ça. Nó cũng nhiều thịt lắm á cả nhà, nhưng mà nó hơi bị khô. À, tôm đông lạnh thì nó hơi bị khô so với tôm tươi cả nhà. Thì giờ Dung mời cả nhà ăn miếng trộn miếng xào tôm hùm với gia đình Dung nha. Ý là mua có 3 con đó cả nhà, mà sắp tưởng sắp ế rồi đây nè. Hai em nhỏ này thì anh không ăn. Nhà mình không biết ăn cả nhà ơi, không có đứa nào biết ăn hết trơn á. Thì hôm rồi cũng có bạn hỏi Dung là sao làm đồ ăn đã chị chồng mà không có khai vị, rồi đồ ăn thì ít quá mà sao lại mời khách. Thì Dung, nhà Dung á, cả nhà thì ăn buổi tối rất là ít luôn. Và thường tối thì nhà Dung không có ăn thịt. À, chị Dung thì thiên về ăn chay nhiều hơn là ăn thịt. Bây giờ là tới phần bánh sinh nhật của mình đây cả nhà ơi. Do ông xã của Dung mua không có cái loại bánh sinh nhật cả nhà, cho nên là mình đặt bánh rời như vậy cũng được cả nhà ơi. Tại vì nhà mình á là mỗi người mỗi vị. À, cả nhà ơi, thấy cái bánh hấp dẫn chưa? Nhưng mà cái này á là mình không có thích vị sô cô la cho lắm, mà bé của mình thì nó rất là thích sô cô la. Chà chà tôi vừa qua, xui lá. Quan cái nào ha. Ça c'est pour toi maintenant. Baba tu veux quoi? Baba mon chéri. Oui. Je vais chercher les petits cuillères. Đây là bánh mie le feuille nè cả nhà. Bánh này là một phần nữa này chủ ông xã mình. Tại vì á, nhà mình á là một người thì thích sô cô la, một người thì không thích ăn sô cô la. Dung cũng không thích ăn sô cô la nữa. Bé nhà mình thì nó thích có kem như vậy, vị kem vani hay gì đó thì nó rất là thích luôn. Sinh nhật không nến không hoa cả nhà ơi. Thì video cũng Dung cũng xin dừng video tại đây cả nhà ơi. Thì cảm ơn cả nhà và cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video và cùng gia đình Dung ăn mừng sinh nhật của mình nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và cảm ơn cả nhà rất là nhiều, và chúc cả nhà có một tuần lễ làm việc thật là vui vẻ và gặp nhiều may mắn nha. Tạm biệt. Tạm biệt ông bà cô chú đi luôn. Tạm biệt cô chú. Tạm biệt. Tạm biệt. Để cho tạm biệt ông bà cô chú đi. Ça marche pas bien. 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 Ça marche pas bien